Hai anh em. Hello, anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay là một điều đặc biệt dành cho cái một bạn xem kênh của mình. Đó, thì có hai chiếc xe ha. Đây. Một chiếc Black Bender. Còn một chiếc là Aquatina màu xanh. Đó, thì đây là một người bạn đã tới mình cọc xe trước, tìm xe thì mình ưu tiên luôn. Thì mình nói thẳng luôn là đó, thì con này tình hình như vậy, mình nói thẳng anh em biết đó, tình hình nó vậy, nó có những thứ đó. Đó, một con thì hàng hiếm á, đang nhám. Còn một con thì can, muốn cảm giác đập thùng thì dứt con này ha. Con này là vỏ còn đầy đủ hết luôn. Không có thiếu gì hết. Đó. Rồi có một số đồ chơi cơ bản nữa. Đó. Để quay xe hai con cho mấy anh em xem nha, rồi coi thử mấy anh em trong đó thì mấy anh em chọn con nào nha. Rồi, hello anh em. Thì bây giờ mình sẽ tư vấn cho bạn này về hai con xe này ha. Ưu tiên cho những anh em đã tin tưởng mình đã tới đây để tìm một chiếc xe thì thấy sao, hai chiếc xe khó chọn quá hả? Dạ, chiếc chơi thì có sự lựa chọn mình mới được so sánh được. Nó như con xe này nó cũ một xíu thì nhìn vô sẽ biết nó cũ sao, là bởi vì cái vỏ nó sẽ mòn hơn con xe mới. Con xe này quá mới thì nó còn chỉ. Thì đó, nước sơn đồ mình dễ so sánh với nhau, mình dễ có sự chọn lựa. Thì hai con xe thì giá rất là hợp lý. Thì con này thì anh test hết luôn. Con này thì nó có cái bộ độ nè, cái Yoshimura đó. Anh test hết mọi chức năng cho em ha. Bồ không quá ồn, cũng không quá to, không mất tình làng nghỉ sớm, ở trong hẻm chơi được đó. Mọi chức năng đèn nè đó, đèn chợ sáng hai bên thấy không. Hai da thì mở rồi, test hết ok đúng không, sẽ nhận rồi ok nè đó. Thì ở trong đây nó sẽ có một cái bộ điện trở, nói chung là cái bộ về cái gông đèn này đó rất là ok, bự ở trong đây. Nhưng mà lâu lâu cũng phải kiểm tra nó, tại mình xài chơi đèn mà. Chơi đèn thì cái này là những cái gọi là thiết bị để mình gắn thêm đó, thì nó sẽ không có như zin được đó. Anh nói cho mấy anh em biết chứ, nhiều anh em nói là ủa anh, có một anh em mua xe có đèn trở sáng sẵn, ủa anh sao trong đây thấy nó cắt dây điện vậy. Thì nó bắt đèn thì nó phải cắt dây điện, thì đó nói cho anh biết. Với lại cái đuôi sau nó đã bắt xi nhan với lại ốp đó rồi. Chủ yếu cái quan trọng á, mấy cái đèn này về mình cũng phải bắt à, mà bắt thì tao phải cắt dây điện mình thôi. Quan trọng là cục máy á, cục máy là zin, cục máy ngon, ví dụ không ngon thì anh cho đổi xe khác đó. Cái đó là một cái của bên anh. Còn con xe này thì khỏi nói ha, thì quá mới rồi, con này thì quá mới luôn. Cũng có chống đổ, cũng có một số đồ chơi ở biển số đồ này nọ ha. Đó thì bây giờ mình suy nghĩ, anh đã tư vấn hết rồi, thì con này nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn tầm 4-5 triệu luôn á, năm mấy triệu thôi, 55 đó. Thì quyết định đây có bộ nhông sinh đĩa cũng xịn lắm nè, thấy chưa, đẹp không đó, nó sẽ xịn hơn cái con bên đây nhông sinh đĩa zin đó, nhìn nó sáng nở không
Ừ, thì xe xe này từ lúc mới mua tới giờ là nó vậy á, nó đi vỏ zin thôi. Mình về mình thấy nhưng mà vỏ này đi vẫn còn ok nha, tại vì cái rãnh này nè mà nó hết á, hoặc là mòn quá thì mới thay, còn cái rãnh này vẫn còn là vẫn đi bình thường. Chơi xe bình thường, xe zin ôn mấy xe nhỏ cũng vậy mà, mấy xe nhỏ cũng như chơi gì đó. Thì xe hai con đều là một đời chủ đó, một chủ sử dụng đó, cái này có sao nó gì, một chủ sử dụng thì mình ủy quyền hoặc là mình sang tên gì đều được. Như mình đi trải nghiệm, anh đảm bảo luôn, khuyên mấy anh em á là nên ủy quyền đi đi, tại vì đi mấy cái dòng này á chắc chắn một là lên cc, hai là cảm thấy không hợp mình đi lại xe thường, thì khi mình bán nó dễ, mình bán nó dễ, chứ bây giờ ra tên là mình tốn mấy triệu, ra tên là tốn mấy triệu với lại tốn thời gian. Nó cũng vậy thôi à, về cái cầm tờ giấy ủy quyền á, em cất cái tờ giấy ủy quyền nó luôn, có nghĩa là cất luôn, cầm cái cà vạt đi thôi, đừng có nghĩ là xe không chính chủ công an không rồi bắt, tại vì khi mà em ủy quyền là có đóng dấu mọc hết, là lát nữa ra em sẽ biết. Nên cứ cất cái tờ giấy đó, khi nào muốn bán á, ủy quyền ví dụ em có một thằng bạn em đi, em bán nó có giá hơn thì em cầm tờ giấy đó em ra văn phòng công chứng giống như anh lát nữa, thì em ký mua bán với nó, bán xe cho nó vẫn bình thường. Còn ví dụ em không có chỗ bán, em không quen ai thì em quay đầu lại anh đó, thì anh tính toán chi phí hợp lý nhất, anh em lỗ ít nhất có thể đó. Thì đi con xe này thì đi thời gian lỗ 7 triệu 8 triệu bình thường thôi, ít lắm, rất là ít luôn á, có anh mấy anh em lỗ 30-40 triệu thì đó bình thường, chi phí hợp lý để anh em lỗ đó, nó gọi là quay đầu xe lại. Còn em ra, em ký mua bán nha, khi mà em ký mua bán á là bắt buộc em phải ra tên em mới bán cho người khác được, chứ mà em đang ký mua bán mà em đùng cái chích ra tôi đi không có hợp rồi là không bán được nha. Em bắt buộc em phải đi ra tên, em phải tốn thời gian rồi em tốn tiền rồi xong em mới bán được cho người khác đó. Đó là cái luật nó vậy đó, anh nói cho anh em tham khảo biết. Xe còn ủy quyền thì cứ ủy quyền đi, lỡ xe nó hết ủy quyền mà thích con xe đó quá thì kiếm mua bán, tại vì ủy quyền chỉ có 2 lần thôi đó. Thì ở đây nè, anh test hết mọi thứ đó, chìa khóa 2 chìa đầy đủ, thấy không, mã đầy đủ luôn nè đó, bình xăng biết cách mở mà đúng không, không biết thì lên mạng học đó. Thì anh mở rất là nhẹ nhàng, thấy nó mà không nhẹ nhàng á thì đừng có mở nha, tại vì nó chưa có đúng khớp á đó, thấy không, tại vì nó chưa có đúng khớp. Còn mở bình thường là mình mở rất là nhẹ nhàng ha, nó mà không nhẹ nhàng thì là có nghĩa là mình sai á, mình cứ nhẹ nhàng từ tốn thôi, mình dặn từ từ đó, giống như anh dặn. Chứ mà nó chưa vô khớp mà em, nói chung là em phải ịnh cái này xuống, bình xăng còn này cũng vậy, bên đây cũng vậy, thì có hai con thì mình dễ ấy hơn, thì á mình mở phải ịnh xuống đó, rồi đẩy lên, đẩy xuống rồi dặn qua, phải ấn nó xuống không biết sao phải ấn nó nhẹ xuống rồi mới. Nói chung mà đổ lần đầy bình đi đỡ tốn, con này đổ đầy bình chắc anh đi hơi bị lâu á, rất là lâu luôn đó. Thì hai con này có chống đổ, con này có chợ sáng. Còn mà về mà lỡ mà nó có bị trục trặc sự cố gì á thì qua bên anh xử lý trong 500 km đầu tiên đó. Bây giờ hiện tại là bây giờ chọn con nào chứ, quên chứ, là cuối cùng chọn con này đúng không, rồi chọn con này. Rồi con này thì bây giờ anh sẽ nói cho, ví dụ cái này là anh chỉ cho anh em chơi cho nó an tâm thôi chứ đừng có sợ. 500 km đầu tiên mà máy móc có bị gì đó thì qua đây, không thích anh đổi ra con khác đó. Nhưng mà mấy con này anh test hết rồi, không bị gì hết. Máy zin mới có, mấy con này lâu hư lắm em, mười mấy ngàn là nó lâu hư lắm, phải 50-60 ngàn đó. Thì bây giờ là đây thì đó, số km đây ha. Thì bây giờ em, anh sẽ cho em đi tới 14.000, 14.600, có lỗi gì á thì qua bên anh sẽ kiểm tra lại. Nhưng mà con xe này về máy móc và chắc chắn 100% với em luôn là nó không có lỗi gì hết, chỉ có đèn chợ sáng sợ em xài, em không biết xài, em mở nó hết bình vậy thôi á, đơn giản vậy thôi đó. Thì mọi thứ quá đã luôn, test hết, test nãy giờ hết rồi, còn test gì nữa không, rồi test gì nữa đúng không. Rồi ok, giờ đã chọn con này thì có lấy luôn đồ zin nó luôn hay là lấy luôn đồ zin đúng không, mà bữa sau lấy chứ bây giờ lấy nhiều quá đem về sao được. Thì gửi ở đây thì nó là có cái bô zin nè, nói chung là full đồ zin luôn, không thiếu gì hết, bô zin này zin cái đó zin
cái kính zin đó đầy đủ. Con này có chống trượt rồi ha, ngồi lên thử thoải mái không, bây giờ mình phải bên xuống chứ, ngồi lên. Đó là ưu tiên cho những anh em đó mới được vậy nha. Mình đề phát đề đầu tiên đi. Coi trên mạng thấy anh gọi gì? Anh gái quá mà xinh. Quay gần ở đây cho mấy anh em xem nè. Cái màu này ha cực hiếm. Màu này cực hiếm, thấy rất là hiếm. Hiếm ơi là hiếm luôn á. Màu đen nhám nha anh em. Anh em coi là đây là màu đen nhám chứ không phải là đen đen bóng như mấy con xe trước nha. Đây là đen nhám đó. Nhiều anh em săn con này. Có một hai người em nhắn tin Zalo cho anh á. Hai người em nó chắc cũng coi clip nè. Nói là anh ơi cái anh đó mà không lấy là em qua lấy liền, em tìm con này lâu lắm rồi. Tìm cái con này lâu. Đây anh em, đây là chiếc xe ở ngoài nha. Vui không? Phải vui đó đúng không? Vui chứ. Mua xe bên đây là ông nào cũng vui đó. Tại vì mình sẽ có những cái món quà nhỏ nhỏ hỗ trợ anh em đi xa thì đây sẽ đi phượt đúng không? Đây mua xong rồi đi phượt luôn. Em lấy cho anh miếng dưỡng sên này anh đi xa. Đúng rồi, sẵn có dưỡng sên dưỡng cho anh luôn. Hoài luôn á. Đồ nhà đem lên nha, hoài luôn. Anh đi xa. Bữa nào mua bộ đó thì nhắn tin em. Nhắn tin. Nhìn cộng sên đã ha. Rồi được rồi. Lần vậy rồi anh đi 500-600 cây luôn bình thường. Tại cái dòng đó là cũng dòng xịn đó. Rồi ok. Yên tâm mà chạy rồi nha. Rồi đi phượt luôn. Anh mua cái nón luôn á. Rồi ok. Nhớ chức năng trời sáng rồi nhớ chưa đó, công tắc rất là đã ha. Công tắc tuyệt vời. Ừ chạy vậy là ok rồi. Đâu có nhón gì lắm đâu. Ok rồi đó. Rồi nhất biết chạy con tay chưa? Chưa hả? Đâu giỡn hoài anh. Coi chừng ha. Đó, cái gì? Bên đầu cái gì về đó thì rà đi, chịu khó rà đi. Rồi xuống luôn. Rồi xuống luôn. Vòng lại ở dưới đây có cây xăng.